Thế là giờ này đây trời đã sắp trở về khuya rồi. Mẹ ơi, nay các con các cháu muốn đưa mẹ qua sông về bên Tây Trúc, để rồi mẹ được đi nghe kinh đền chùa nhà Phật, mẹ được siêu thoát. Mẹ ơi, đêm nay các con muốn làm lễ chèo đò, để rồi gọi ông lái đò ra tay làm phúc, để chèo chở cho vong linh hương hồn mẹ qua sông. Mẹ ơi, muốn qua sông thì phải lụy đò, không biết giờ này ông lái đò còn thức hay ông đã ngủ rồi. Mẹ ơi, nay mẹ ngồi đây, để rồi các con gọi ông lái đò ra tay làm phúc, để chèo chở cho vong linh hương hồn mẹ qua sông về bên Tây Trúc, mẹ được đi thăm vãn 36 cảnh chùa nhà Phật. Này này ông lái đò, ông hãy mau ra tay làm phúc chở mẹ tôi qua sông. Ông lái đò, ông hãy ra tay làm phúc chèo chở mẹ tôi qua sông với ông lái ơi. Nghe nghe tiếng này diễu ra diễu rất bên ngoài. Ở đêm khuya rồi lão đi ngủ ơi, có gì sáng mai lão chèo chở sớm nhá. Ông lái ơi, thôi thì mong ông hãy ra tay làm phúc chèo chở cho mẹ tôi qua sông về bên Tây Trúc, để mẹ tôi được đi nghe kinh đền chùa nhà Phật. Tiền đò anh em con cháu đã chuẩn bị sẵn sàng cho ông rồi. Ông lái đò ơi, ông lái đò ơi, anh em ơi, sao thế? Nghe chừng là không đi không được. Phải rồi. Thế hộ lão một dịp để lão đánh đò ra bến nhá. Có hay. Sông 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 trong vừa mắt đi, cô ơi hãy bước theo tôi mà đi. Lão hoa xin chào toàn thể bà con. Chào ông lái đò. Thế anh em ơi, sao thế? Lão hoa ra đây có phải
phải xưng danh không nhỉ? Ồ, thế không xưng danh thì ai biết lão là ai? Ồ, vậy lão xin kể. Lão kể sao nào? Lão kể rằng, đúng là ngày xưa thì trời sinh thánh đế. Trời sinh thánh đế. Mà chỉ nước lên ngôi. Chẳng có dấu gì chẳng công chính là tôi đó bà con ạ. Phải rồi. Kể cõi thọ này cũng dư tuần bát thập. Dư tuần bát thập. Mà kể từ khi lão ra hầu Phật, quyết một lòng lão chẳng dám đơn sai. Chẳng dám đơn sai. Mà sông Hải Hà thì ngày tháng khôi. Cho nên thuyền của lão chở tất cả già trẻ gái trai ai cũng như vậy đó anh em ạ. Phải rồi. Thế anh em ơi, sao thế? Mà ai đi đâu sớm mà không về, lấy để đêm hôm lão ra tay làm phúc. Đây có cụ Đỗ Thị Na về bên Tây Trúc đấy. À, cụ Đỗ Thị Na về Tây Trúc hả? Thế lão đánh đổi tao em nhá. Lão đánh đi, không kéo trời muộn rồi. Đêm khuya chắc lần sau lão đánh đỏ ra bên để tiện cụ ra đi. Thế này này anh em ơi, lão đây đến được là chào công chào. Mở thuyền lão đây tên gọi thuyền là thuyền dòng chuyên chở các cụ về chốn Tây Thiên. Họ lão nhịp để đánh đỏ ra bên giấc cổ vòng về nơi Tây Trúc nói thuyền đài. Ngồi rằng là ngồi tựa của mấy bà ơi. Phật được mẹ siêu vô sinh ơi. Thế anh em ơi, sao thế? Lão con đánh đỏ cho bên. Thế bảo bà con cháu ta ngồi xuống để lão làm lễ. Phải rồi. Thế các con cháu xem lễ lạc đã đầy đủ chưa? Còn thiếu gì không nhỉ anh em ơi? Nóng quá. Thế các con các cháu có lòng hiếu đạo, có gạo có tiền thì đêm hôm nay cũng ra làm lễ chợ đò để thượng cụ về nơi Tây Phương Cực Lạc. Thế các con các cháu của cụ vong chúng ta quỳ lên. Và trước hết đất có thổ công, sông có hà bã thì muốn qua đò thì phải bị đò rồi để làm lễ để cho cụ lên thuyền để về nơi Tây Phương Cực Lạc là được xuôi chèo mát mái. Thế các con các cháu của cụ đâu hết rồi? Mời các bác quỳ lên để làm lễ. Thế lễ lạc anh em ơi đã đủ chưa nhỉ? Anh lão kiểm tra xem còn thiếu thứ gì không nhỉ? Các con các cháu của cụ đâu xem lễ lạc đầy đủ chưa để chuẩn bị làm lễ nào? Các cụ vẫn có câu thuật lễ thì dễ bái. Chứ qua sông thì để đưa mẹ được tiêu sinh tịnh độ đi các chùa, các nơi, các bồng đai thiên cảnh. Thì các con, các cháu này có lòng hiếu đạo, có gạo, có tiền. Người giàu thì một bó, mà người khó thì một nén. Để biếu cụ, để cụ được đi, được xuôi chèo mắt mái, để về nơi Tây Phương Cực Lạc là được tiêu du. Thế các con cháu chắp tay quỳ lên để làm lễ theo ông lão nói đòi nhá.
con Nam Mô A Di Đà Phật. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Này kim cơ Việt Nam quốc thái nguyên tình Thái nguyên thành nhà phố Quảng Vinh phường tổ năm ma. Này là cổ Đỗ Thị Na Đỗ Xô quê Việt Nam về với tổ tiên. Nay toàn thể các con trai gái các cháu chắt nội ngoại nội thân bên cha cũng như ngoài thân bên mẹ tể tiểu trước linh sàng. Nay muốn mời cụ đi thăm bát cảnh chùa khắp nơi để mẹ được siêu thoát về nơi Phật nà để mẹ được siêu thoát phù hộ độ trì cho trai gái rể dâu cho cháu chắt nội ngoại nội thân bên cha cũng như ngoài thân bên mẹ đi tôi về tốt đi một mẹ mời cầu lộc đắc lộc cầu bình an đắc bình an con Nam Mô A Di Đà con Nam Mô A Di Đà con niệm Nam Mô thế à, anh em ơi, não khấn đây cho cụ đã xong thế mời các con cháu nghiêm trang để khai quảng khai quang thuyền đò cho cụ để mời cụ bước lên thuyền. Thế còn các con các cháu nào chuẩn bị làm lễ thì có lòng hiếu đạo có gạo có tiền thì đặt lên mâm lễ để làm lễ khai quảng khai quang cho cụ để chuẩn bị được cụ ra đi nhé. Đấy, các con các cháu cũng đấy. Đấy cụ ơi đây là toàn thể các con trai gái rể dâu rồi các cháu chắc nội ngoại cho tiền cụ để cụ đi qua đò qua cầu cụ đi đường bạc chớ lạc đường xanh và đường bạc và đường tu hành và đường xanh trên địa cụ thế các con cháu này biếu cụ để cụ bước lên thuyền rồng để cụ ra đi được xuôi chèo mát mái rồi đến chùa nào cảnh nào được cụ vào cụ tiêu. Thế anh em ơi, sao thế? Thế để khai quảng các quan thuyền đò cho chúng nhá. Rồi. Khai quảng khai quảng. Quang quang thuyền đò cho cụ đã xong. Thế trước khi để đưa cụ lên thuyền, mời một cô con dâu ngồi về đầu thuyền này. Đến chùa nào thì nhắc mẹ là vào đến chùa đấy. Thế rồi cụ phù hộ cho toàn thể các con các cháu nội thân bên cha cũng ngoại thân bên mẹ làm gì được đấy, cầu gì được đấy, làm ăn may mắn. Thế là trước khi để bước lên thuyền cụ thì các con các cháu ai có lòng hiếu đạo có gạo có tiền thì nhất tâm để biếu mẹ để mẹ ra đi được xuôi chèo mát mái được trường sinh tịnh độ của ít lòng nhiều ai mà thả nhiều thì mẹ phù hộ cho nhiều nếu mà ai mà thả ít thì cụ chỉ phù hộ cho đủ ăn đủ tiêu thôi nha. Có phải không anh em nhỉ? Phải rồi. Nói thì nói vậy thôi chứ
dù ít dù nhiều cũng là cái tấm lòng của các con các cháu đấy anh em nhé. Cô con dâu ngồi đấy thì mời các bác chúng ta đứng lên nhá, đứng lên lên thành vòng tròn, không phải quỳ nữa, gớm quỳ tí nữa thấy các bác cũng uể oải lắm rồi. Đứng lên nào anh em, đứng lên nào anh em, con cháu của cụ đứng lên nào. Thì bác con dâu thấy nhắc đến chùa nào nhớ bảo mẹ nhá, ra đây ra được ra ngồi đây ngồi đầu tiên nhớ bảo mẹ, không mẹ không biết gì. Nhắc đến chùa nào là đến cảnh nào là các bác phải để biếu cụ một ly một lai để cụ vào chùa vào đền nhá, để cụ thưa cụ gửi. Anh em ơi, sao thế lão đi nhá, các bác đi vòng tròn cho đi đều vòng tròn nhá, xe đều nhá. Cầm mì sao mà đầy tiếc thiệt như sao con đưa mẹ đi khắp mà bao nhiêu cái cây chùa đến chính mẹ đã đi thăm ơi mẹ ơi cả con đây cả con cũng toàn nghĩ thế mà gặp cháu đưa mẹ đến đền chính mẹ con đưa mẹ đi thăm mà bao nhiêu cảnh nhà chùa bên chính mẹ nay đã thăm đi xuống ơi mẹ ơi chúng con đưa mẹ về đến chúa có mẹ à bao bây giờ mẹ lại bước xa mẹ nói bước xa đi nào để con cũng mơ là các cháu toàn vì trẻ các cháu sẽ đánh đỏ yeah.
mời mẹ ghé chùa Tam Thanh, đưa mẹ về chúc con, đưa mẹ về. Thôi rồi con ơi lại hò quan, đưa mẹ vào, đưa mẹ vào chùa Tam Thanh. Vãn các cảnh nhà chùa, chùa hướng đi mẹ đã đi thăm, mẹ mẹ ơi con có đưa mẹ vào, đưa mẹ vào, mẹ ơi mẹ mau ơi vào đền xong mẹ thăm để con thời chúc chúc con. Hỡi dô hoa nỗi lại hò hoa, đưa mẹ đi con, đưa mẹ đi mẹ vào đền xong, đền xong mẹ hãy ra thăm đi xong để cho con lại đưa mẹ về, cho con đưa về kiếp bạc mẹ nhé, mời mẹ đến kiếp bạc mẹ chơi, để con thương mẹ, mẹ ơi mẹ vào. Hỡi dô hoa ơi lại hò hoa, đưa mẹ đi vào cung sơn xa kiếp mà bạc. Bây giờ mẹ này theo mưa, mẹ mẹ ơi mẹ đến chùa này, đến chùa này vào phúc sơn mẹ nhé, mẹ hãy ghé, mẹ ghé theo con, đưa mẹ về chúc chúng con, đưa mẹ vào. Bây giờ mẹ hãy bước đi, ơi mẹ ơi chúc chúc con, đưa mẹ về, đưa mẹ về đến chùa này mẹ nhé, mẹ hãy đến đi lăng bát mẹ chơi, để con đưa mẹ vào thăm lăng bát. Đưa mẹ đi, đưa mẹ đi vào thăm thăm bát hồ. Giờ này mẹ đến quê ta để cho con, đưa mẹ đến đu đùa mơ, đưa mẹ về đu
xong rồi mẹ lại về chùa mẹ bà giờ này mẹ lại về đến nơi chùa nhà để con cũng toàn thể mà ba cháu toàn thể các cháu đưa mẹ về tôi cũng không phải ông trái trong một biếu cụ đấy. À thế à? Thế mời con cháu ngồi xuống nha. Các bác có mỏi chân không? Mỏi chân nhỉ? Thôi thì 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. Nuôi anh em các bác lớn tuần này rồi thì tiếc gì nhỉ? Cũng khỏe khoắn. Ai cũng bệnh giỏi. Nắm tiền nắm của cho báo yếu mẹ lúc cuối cùng. Con nào thằng các bạn em hương hỏi cái gì này nó hết hương rồi. Anh quay phim. Thế anh em ơi, sao thế? Thế các con các cháu của cụ cũng qua lòng hiếu đạo, qua gạo có tiền. Thế cũng biếu cụ đêm nay để cụ được xuôi chèo mắt mái tu chứng trình độ. Cụ về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Thế các con các cháu ngày tối hôm nay thì đang tề tựu về hết cả đây rồi. Thế thì cũng biếu cụ rất là nhiều tiền cho cụ đi qua cầu qua bến để về nơi ăn nghỉ. Con trai con gái con dâu rể các cháu chất nội ngoại. Còn cháu đích tôn không biết là có thả nhiều không? Cháu đích tôn đâu rồi? Về đây thăm hương người khẩn cầu mai cụ phù hộ cho nhiều. Thế anh em ơi, sao? Thế nói thì nói vậy thôi, cái tấm lòng năm con các cháu thế là cũng được rồi nha. Lại rồi. Thế các bác lại quỳ đây để nằm lấy nằm nữa nhá. Thế còn ai còn cầm cái gì nữa không thì bỏ vào đây thì để quỳ lên nằm lấy nhá. Con nam mô A Di Đà Phật. Con niệm nam mô A Di Đà Phật. Con nam mô A Di Đà. Nay toàn thể các con trai chất nội ngoại đưa mẹ đưa bà cụ thăm phát cảnh chùa khắp nơi nay cụ đi đâu cụ nhớ tới đó
nay cụ tháng đi thì đi đường bạc châu lạc đường xanh. Nay đường bạc là đường tu hành, đường xanh là đường đi ở hùng. Tiền này là các con là các cháu biếu cụ khi qua cầu qua bên qua những dọc đường khó khăn. Linh thiêng về phù hộ độ trì cho toàn thể trai gái dễ dấu các cháu chất nội ngoài toàn gia quyến được bình an vô sự. Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Còn các con các cháu nào còn biếu cụ không, để rước cụ vào trong nhà đây. Các con các cháu nào biếu cụ nốt đi chứ để làm gì nhé các bác nhé. Biếu cụ nốt để nào cất thuyền nhé. A Di Đà Phật. Ê tối nay các con trai gái dâu rể là cũng đưa mẹ đi thăm các cảnh chùa nay đã xui chèo mát mái. Thế thì các con này sẽ tiễn mẹ về trong nhà để phụ thờ nốt đêm nay, để ngày mai tiễn mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Thế bác nào là bác con trai ở với cụ thì bưng ảnh này. Và các bác đi sau ông lái đò nhé. Thì các bác gái thì nằm mô thật to theo ông lái đò nhé. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Thắp ba nén hương, con trai trưởng thắp ba nén hương. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị, theo thể nguyện vọng của gia đình đang quyến, nay đoàn nhạc hiếu cũng làm lễ trợ đò cho cụ đã xong. Xin cảm ơn tất cả các quý vị đã trở về đây thăm viếng và chia buồn cùng đang quyến. Và hiện nay đoàn cũng làm trợ đò cho cụ đã duyên mãn, cũng thay lời của gia đình xin được chân thành cảm ơn.